Xin chào và xin cảm ơn tất cả bà con và mọi người đã quay trở lại cái đài Farming nha. Thưa bà con và mọi người, chốt phiên giao dịch ngày hôm nay giá cà phê tại hải sản cà phê London và New York thì tiếp tục có giảm bà con nha. Sau đây là bài phụ hào mời bà con và mọi người theo mình theo dõi nhà cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay tại các địa phương các tỉnh sẽ bị đổi ra sao nha. Mong bà con và mọi người lúc nào cũng ngủ kính mình nha, cái đài phụ hào nha. Xin chân thành cảm ơn bà con và mọi người rất là nhiều. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn London chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ 6. Giá cà phê tại sàn cà phê Robusta thì tiếp tục có giảm bà con nha. Giá cà phê kỳ hàng nhau ngay tháng 9 giá 46 đô xuống còn 2.570 USD tấn. Kỳ hàng nhau ngay tháng 11 giá 47 đô. Kỳ hàng nhau ngay tháng 1 năm 2024 giảm 51 đô. Kỳ hàng nhau ngay tháng 3 năm 2024 giảm 50 đô bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Robusta ở mức khá cao. Thưa bà con, cùng chiều giảm tại sàn cà phê London thì chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ 6, giá cà phê tại sàn cà phê Arabica có giảm nhẹ bà con nha. Giá cụ thể kỳ hàng giao ngay tháng 9 giảm 0,35 cent xuống còn 161.60 cent trên pound. Kỳ hàng giao ngay tháng 12 giảm 0,55 cent. Kỳ hàng giao ngay tháng 3 năm 2024 giảm 0,30 cent. Kỳ hàng giao ngay tháng 5 năm 2024 giảm 0,10 cent bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Arabica ở mức trung bình. Sau đây là phụ hào mời bà con mời mọi người theo mình theo dõi bài nhạc cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay ngày thứ 6 tại các địa phương các tỉnh xem thế rồi ra sao bà con nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê và nhà tiêu sản hôm nay ngày thứ 6 tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.